Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test công lực của một quả súp kép MRX528S nhá. Em đang dùng một đôi loa 515 để hỗ trợ đẩy cái súp đấy. Trên MRX515 củ to quá nhá. Đấy là đôi súp kép MRX528. Em đang chơi một quả. Thì đây là một dòng súp có thiết kế cực kỳ đẹp mắt, thùng gỗ sơn sần nhựa, công suất của nó rất khỏe quá nhá. 1000W, 2000W, 4000W, độ nhạy cực cao, đáp tuyến trung thấp 35 A. Thì với dòng súp này các bác sẽ đánh được sự kiện ngoài trời, đánh được phòng hát, quán hát dầu nghe, phòng trà, gia đình, sân vườn, hết sức tuyệt vời nha. Có thể các bác kê đứng, kê làm ngang được. Anh em muốn chơi cả bộ này được nhá. Trên là 515 củ to, dưới là súp kép, súp kép 528S này. Thì đây là một dòng súp được đánh giá là cực kỳ hay của Mỹ nhá. Với đôi súp đẹp ra kia, thiếu được súp, bên em cung cấp với giá là dưới 40 triệu, trên 30 triệu. Mua một quả 20 triệu nhá, mua đôi rẻ hơn. Anh em có thể cắm iPhone, thả vầm, tiếng bass nó buông, tiếng bass nó thả. Cái dòng này bass rất mềm bằng nhau, nó sâu và uy lực đi xa, trường âm rộng. Quá phê. Bên em có tất cả cái dòng súp đó nhá, như súp đơn MRX518S, súp kép MRX528S, loa full thì 515, 525 đều có đó nhá. 615, 515 đều có hả? 512, đấy 512 bên này, đấy 512 đấy, 512 là 30, còn 515 là 40, 615. 525 full đôi thôi nhá. Cái này. Đây em đang chơi một quả đấy, đã phê rồi. Thì với trường hợp này, có lẽ các bác cũng không lại đúng không? Bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy. Thương hiệu là cấp nó mới lại bàn rồi. Bao zin, bao đẹp cho anh em xuất sắc. Những loa xấu chiếc không mà có mặt là nhà em nhá. Thì bác mua súp mua loa nhà em đều ứng ý cả. Mỗi cái chuyên nghiệp, hàng chuẩn, thật như đếm. Quá phê. Bây giờ phần 2 nha, em có lời thất cho anh em xem nhá. Điện tử Hanh Nguyễn xin mến chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh và đặc biệt là yêu súp Mỹ. Trong clip ngày nay, Hanh Nguyễn sẽ lên sóng và giới thiệu đến các bác về một cặp súp kép 50 đến từ hãng JBL, có model là MRX528S. Thì đây là dòng súp có thể nói là chơi được đa năng các cái môi trường không gian, ví dụ đánh sự kiện ngoài trời, phòng trà, phòng hát, quán hát cho nhau nghe, đánh sân vườn, đánh trong nhà bác nhá. Thì nó thể hiện cực kỳ tốt về cái giải bass sâu, bass mạnh, bass mềm. Và khi nói về cái súp của JBL thì đó là độ mềm mại này, độ uy lực này và gọn gàng. Thì nghe em về một đôi súp tình trạng là thiếu thùng súp bác nhá. Bây giờ em mới tiến lại gần quay chi tiết để các bác thể nắm được cái nội thất cũng như hình dáng bên ngoài. Thế đây dòng súp bên em đã bán rất nhiều các nhá, rất là nhiều rồi. Dòng súp này thì nó thiết kế cực kỳ là gọn gàng, đẹp mắt, đấy mà xinh xắn. Nó là thùng gỗ và sơn sần nhựa polymer. Do vậy nó không bao giờ ngấm nước nhá, và khi bẩn ấy vệ sinh rất là dễ luôn. Anh em xem này, cái thùng là gỗ ép cao cấp, rất là chắc các nhá, là chắc. Đấy, mà nhìn long lanh luôn rồi. Đấy, bên em tuyển chọn những hàng phải nói là nó đẹp xuất sắc quá nhá. Nào là những thí sinh gọi là xuất sắc thì mới được bước chân vào trong cái showroom của em nhá.
Do vậy khi mà bác có nhu cầu về những dòng súp này thì quá an tâm về độ đẹp, độ chi tiết cũng như là độ zin xịn với nhá. Cái này nếu để đứng với nhá, cái này có thể là bác kê đứng được, kê nằm ngang được nhá, tùy các bác. Để đứng được, nằm ngang được. Con này nó rộng là 54. Thấy không? Vô cùng hợp lý, rộng 54, sâu là 71 và cao là 1m09. Đấy, tốp súp chân dài. Anh em có thể để đứng để làm được nhá. Đấy, kích thước. Thế về thông số thật với nhá. Thì cái dòng này về đây, nguyên trăm cỏ này, rất đẹp. MRX 528S. Công suất của nó khởi động là 1000W. Đấy. Công suất liên tục nó là 2000W và công suất đỉnh là 4000W nhá. Con này tiếng nó mềm mại lắm. Đáp tuyến nó xuống 35Hz. Anh em xem. Một quả súp mà bác còn đáp tuyến nó xuống thì nó mềm lắm anh nhá. Đây, thùng vách mà em để qua bên trong anh em xem nhá. Cái căng lưới này thì báo cáo bác đời này thì nó sẽ bọc cho một lớp cước ở bên trong này để chắn bụi. Ví dụ dòng như 718 ấy thì nó sẽ là mút súp, con này cước nhá. Cho nên là không mà là mục thôi nhá. Không mà mục mà rất là bền. Đấy. Rất là bền. Em rất thích cái mẫu thùng của thằng 528 này. Và thùng nó sẽ chia là hai phần. Đây. Cấu tạo lòng thùng nó rất là phức tạp, đúng, rất là cầu kỳ này. Và lỗ thông khí phía trước. Ở đây chứa một cái bát này. Đúng không ạ? Trên này cũng chứa một cái bát này. Ở đây thành rằng nó rằng ngang, rằng ngược, rằng lên, rằng xuống. Đấy, dây của nó thì đúng không chịu bọn gì Mỹ nó thì chắc chắn rồi. Đúng không? Đẹp lắm anh nhá. Đấy. Thì những cái gioăng lót nó đã thể hiện cái đẳng cấp rồi. Đấy, không ngoài Mỹ là chẳng loại nào nó đẹp thế mà nhá. Thế về thông số nó đây bác nhá. Đấy, con này nó là MRX 528S. Đấy, đây là Lamborghini này. Sản xuất lắp ráp tại Mexico, hỗ trợ hai cổng vào. Con này nó nằm trong chuỗi MRX 500. Thì trong chuỗi MRX 500 ấy thì nó có súp 518S bác nhá. Đấy. Là súp 518S em không có bạn này. Đấy, con này thì báo cáo nó là súp đơn 50. Mà súp đơn thì bao giờ đắt hơn súp kép. Đấy, đấy là cái đặc trưng nó bác nhá. Súp đơn thì bao giờ cũng là đắt hơn súp kép. Ví dụ quả súp đơn kia em bán đang rẻ nhá. Nhà nhất em bán là 18 triệu là đẹp xuất sắc ấy, đẹp như mới. Còn cũ hơn thì có thể rẻ hơn một tí. Còn anh em ta bán có thể là tầm hơn 20 triệu với quả súp đơn kia nhá. Nhưng với cả súp kép này nhá. Đấy, dưới 40 triệu bác nhá. Đấy. Trên 30 triệu và dưới 40 triệu già. Đấy. Còn anh em mua lẻ thì em sẽ bán lẻ nhé. 20 triệu một quả. Mua lẻ thì 20 triệu một quả. Mua cả đôi thì không đến 40 triệu. Đấy, ok chưa? Rồi mua cả đôi thì em bán cho nhanh nhé. Cứ lãi là bán thôi. Đấy. Thì bao zin bao đẹp như mới cho anh em luôn. Thế về bát này. Màng xanh mướt. Đây màng bát nhé. Đấy. Không tì vết. Màng nó màng xám sẫm bác nhé. Offer của nó đỏ au. Keo chỉ tròn xoe, cơn nụa tầm dầu ba sóng. Anh em xem này. Thế màng này thì bác thấy đẹp không? Rực rỡ chưa? Và gân nó bác nhá, đen nhánh, rất là dính cho nên là bài lắm. Em nhìn, quay kỹ anh em quan sát nhá. Đấy, em về có một cặp thôi. Thì quay rất là kỹ này, các bác nào có nhu cầu chốt thì cứ chốt thôi. Và con này bác nhá, nó là từ 19-76. Côn này cực dày, cực nhiều lớp. Từ thép trắng đẹp lung linh. Mã bát là 2044H8O. Sản xuất lắp ráp tại Mexico. Dấu má này. Đây mã vạch này. Tất cả mã màng này. Dưới này sần như 718 ấy. Keo chỉ thì tròn xoe này. Màu sữa. Đấy nhẹ còn chuyển sang màu mỡ trầu rồi. Đấy. Cái này tình trạng đẹp tầm gần như 100% anh nhé. Gần như 100%. Đấy em về thì thực ra em về có được một đôi thôi. Nên bác nào mà thấy nó hợp lý thì alo cho em nhé. Quay thì kỹ càng cho anh em như này để anh em chơi thôi chứ không phải lăn tăn gì cả. Này, tất cả ngon lành đào nhé. Đấy. Quay kỹ bác cái chất loa nhà em đẹp bác ạ, nó phải thể hiện quay này đúng không? Bằng cách quay thế thôi. Nói ít làm nhiều nhé. Đấy. Từ sang cống. Cái này bẩn trong sao ấy là bẩn thiểu chẳng phải gì. Đấy mình này. Cổ keo đấy căng. Mà tất cả con này giống nhau hết bác nhé. Giống nhau tuyệt đối luôn. Để em quay từng con mà lật cho bác xem này. Đấy. Tất cả chất thôi nhá, chất lừ. Tôi gọi là chất lừ anh em nhé. Anh em mà mua lẻ thì 20 triệu một quả. Còn mua cả đôi thì dưới 40 triệu. Em bạn nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Cái này không hay không lấy tiền. Màu zin,
vào xịn, vào lết căng anh em chơi. Anh Nguyễn chào bác nhá. Cảm ơn bác đã theo dõi video ạ.